18. Tôi có thể chuyển đến bộ phận khác. Tôi có thể phát triển lập trình ngôn ngữ, thiết kế sản phẩm. Tôi còn làm được nhiều hơn nữa. Xin mọi người tin tôi. Thật vậy, tôi sẽ khởi tố anh. Chấm dứt hợp đồng lao động không lý do là vi phạm pháp luật. Tôi muốn kiện anh. Gọi đường chính gặp tôi. Gọi đường chính gặp tôi. Ước Hàng, cậu đừng như vậy. Bảo đường chính gặp tôi. Nếu không đừng hòng đuổi tôi. 3 năm trước đường chính nói với tôi, nói làm người phải có lòng dám liều. Vì vậy tôi từ bỏ công việc với lương 300 ngàn ở Mebudi, chuyển đến Sydney. Ước Hàng, cậu bình tĩnh. Tôi không bình tĩnh. Tôi cần đường chính lập tức đến gặp tôi. Anh bảo anh ta đứng trước mặt tôi, nói đuổi việc tôi gây trước mặt. Tôi xem anh ta như anh hùng hảo hán. Anh bảo anh ta đến đi. Lúc tuyển người ta thì ngon ngọt, cái gì gì mơ ước. Bây giờ thì sao? Còn không dám đến gặp tôi. Đồ nhát gan. Còn có các người, các người đều nói giáo cho giặc. Tránh ra cho tôi. Giết tôi đi, đổ súng đi, bắn chết tôi đi, câm miệng. Muộn thế này, có chuyện gì sao? Xin lỗi làm phiền giấc ngủ của anh. Tôi vẫn cảm thấy chuyện về vụ án chúng ta nên nói chuyện cho rõ ràng. Ngày mai không được sao? Không nói rõ ràng tôi không ngủ được. Tôi có một suy nghĩ. Nói đi. Chính là tôi đã tính toán. Hiện giờ đã có 85% người đã ký hợp đồng từ chức. Trong số những người chưa ký hợp đồng, có 22 người đều là những nhân viên sớm nhất của bộ phận Sydney. Nói trọng điểm, tôi đọc tài liệu của bọn họ, tôi cảm thấy bọn họ rất đáng thương. Tôi bảo cô nói trọng điểm. Chính là, tôi nói rồi, anh đừng tức giận. Tôi đang nghĩ, nếu có thể lấy lợi nhuận của chúng ta chia cho bọn họ một chút không? Ý của cô là lấy lợi nhuận của chúng ta để đền bù cho những nhân viên bị đuổi việc bên A sao? Có ích sao? Đây là giải quyết bề mặt thôi, cô biết không? Còn nữa, cô đừng quên, chúng ta đang ứng trước để làm. Có lợi nhuận hay không còn chưa biết nữa, nhưng họ thật sự rất đáng thương. Hôm nay anh cũng nhìn thấy rồi, có người khóc, có người muốn kiện chúng ta, còn có người trực tiếp để chúng ta xuống địa ngục. Tôi thật sự không đành lòng. Bây giờ chúng ta cũng không có cách nào khác. Tiểu Lam à, lên tầng là đến rồi. Anh Lam mời bên đây. Đâu, xin lỗi, hôm nay đến muộn có chút chuyện bị lỡ. Cô nói với cháu nhé, căn phòng này của cô là căn phòng tốt nhất trong này của phường Dư Khánh. Cháu xem bố cục này, đúng không? Còn có trần nhà này, đều rất thoải mái. Với lại cháu ngửi mà xem, không có chút mùi gì là phòng cũ.
Đúng vậy anh Lâm, chỗ này không những ánh sáng tốt, địa điểm tốt mà giao thông cũng thuận tiện. Vì vậy, thích hợp với những thanh niên như anh. Tôi đã xem qua trên ứng dụng Shell, giới thiệu rất chi tiết. Vậy không biết anh Lâm đã từng dùng chiếc đăng phối cảnh thực tế ảo của chúng tôi chưa? Mời. Tiểu Trần, cái gì gọi là xem phòng phối cảnh thực tế ảo gì vậy? Chính là người dùng có thể thông qua cách thức cảnh thực để xem được phòng 70-80%, còn có thể đi lại trong không gian tự do. Cô xem, đúng là giống thật. Và cô luôn. Phải. Cô không hiểu cái này là con gái làm sao? Phải, nếu cô thích, bọn cháu có thể giúp cô chụp ảnh các phòng khác như thế này. Vậy sao? Bây giờ kỹ thuật cao đúng là hay thật. Cô xem, mỗi góc này đều rất rõ ràng. Chỗ này, cô xem. Cô à, sao vậy? Cô gái kia là ai vậy? Benny. Cô nói với cháu, cô gái này rất nổi tiếng ở trong hẻm, chỉ được cái bả ngoài thôi. Mỗi lần cô đòi tiền già, cứ như lấy bạn cô ấy vậy. Phòng của cô ấy cũng là của cô. Bây giờ cô không cho cô ấy thuê nữa. Cô muốn bán đi, đỡ cho tháng nào cũng nghe cô ấy nói chuyện không đâu. Cuối tháng sẽ bắt cô ấy dọn đi. Cô ơi, căn phòng này cháu thuê. Được. Tiểu Trần, mau làm hợp đồng đi. Đào Tiểu Lâm, chúng ta đi xem hợp đồng. Thế này nha, tôi gọi điện cho ông Đường Chính. Tôi tranh thủ thêm cho bọn họ. Tôi biết anh là người siêu tốt mà. Nói xong việc rồi chứ? Về đi. Hay là tôi uống chút rượu cùng anh? Tôi đã uống rồi. Tôi chuẩn bị đi ngủ đây. Chính là tôi liệu có thể ở chỗ này tối nay không? Anh cứ ngủ, tôi không ảnh hưởng đến anh đâu. Tôi không phải người như vậy. Anh nghĩ gì vậy? Tôi cũng không phải người như vậy đâu. Tôi ngủ sofa, anh ngủ giường. Anh yên tâm, tôi thứ nhất không ngáy, thứ hai cũng tuyệt đối không phát ra những âm thanh kỳ lạ đâu. Tuyệt đối không ảnh hưởng đến anh đâu. Cho tôi ở đây đi, tôi không đi đâu hết. Đứng dậy. Sao lại như vậy? Tôi nói thật với anh nha. Giờ nãy lúc tôi ngủ, tôi luôn nằm mơ. Tôi mơ thấy cha lét cầm súng nhắm vào đầu của anh. Đầu của anh liền đổ tung. Sau đó chỗ nào cũng là máu. Tôi thật sự rất sợ. Bây giờ tôi không muốn về. Tôi ở chỗ anh còn không được sao? Đừng đuổi tôi đi mà. Lên giường mà ngủ. Tôi là một người đàn ông mà ngủ trên giường. Để một cô gái ngủ sofa, nói ra không hay cho lắm. Tôi ngủ sofa, cô lên giường ngủ đi. Tôi đã nói anh là người siêu tốt mà. Cảm ơn anh. Đúng rồi. Anh gọi điện cho Lễ Tân đi, kêu bọn họ mang giường chăn đến cho anh, đừng để bị cảm. Tôi biết rồi. Da đẹp à, cảm ơn bạn. Không ủng tôi mỗi ngày đều kiên trì đắp mặt nạ dưỡng ẩm. Muốn biết tôi dùng gì sao? Chỉ có pháp bảo cấp nước theo công thức. Cái này mọi người phải tiếp tục theo dõi live stream của tôi. Sau này tôi sẽ dần dần nói với mọi người. Được rồi, không còn sớm nữa. Mọi người nghỉ ngơi sớm nha. Chúc ngủ ngon.
Ai vậy? Hi. Là anh. Anh theo dõi tôi. Không không, tôi không theo dõi cô. Tôi là hàng xóm mới của cô, đến để chào cô thôi. Hàng xóm mới sao? Tôi sống ở đối diện. Chủ nhà của tôi cũng là chủ nhà của cô. Cô không cần phải hỏi cô ấy. Cái này tặng cho cô. Cô chăm sóc kỹ nha. Cảm ơn anh. Không tiện. Rượu vang cũng có phẩm vị phết. Suy nghĩ đến việc anh là nhân viên ban đầu của công ty chi nhánh Sydney, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch bồi thường đặc biệt cho anh. Chúng tôi từ số 5 làm việc vốn có thêm 2, tăng lên số 5 làm việc thêm 6. Mức độ bồi thường này là lần đầu ở Linh Đan Giỏng. Tổng giám đốc Đường cũng đặc biệt dặn dò, anh ấy giới thiệu một công việc mới cho anh. Chúng tôi biết trong 22 người còn lại, có rất nhiều người đều do anh giới thiệu cho Đường Chính. Bọn họ vô cùng tin tưởng anh. Vì vậy chúng tôi hy vọng anh có thể đứng vai trò dẫn đầu. Bảo Đường Chính đến gặp tôi. Bảo anh ta đến gặp mặt tôi. Đứng trước mặt 22 người bọn tôi, nói cho rõ ràng. Chuyện này hiện giờ cho chúng tôi phụ trách. Đường Chính không cần đến gặp anh. Hơn nữa trình tự cắt giảm nhân viên của chúng tôi hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của pháp luật. Cho dù anh tiếp tục làm loạn cũng không có thêm lợi ích gì. Anh cũng nên biết điểm dừng. Anh tưởng tôi là vì tiền sao? Anh chẳng hiểu gì cả. Anh cảm thấy anh ấy có đồng ý không? Phải đồng ý. Đây là giới hạn của chúng ta. Chúng tôi đã làm công tác tìm hiểu. Hiện giờ tâm trạng mâu thuẫn vẫn rất lớn, nhất là Ước Hàng. Chúng tôi biết anh ta có ảnh hưởng rất lớn trong dân viên, vì vậy chúng tôi cũng nhượng bộ anh ta. Nhưng vấn đề lớn nhất hiện giờ không phải điều kiện, mà là anh ta căn bản không muốn bàn. Vì vậy tôi muốn biết trong này liệu có nguyên nhân gì khác không. Nguyên nhân rất rõ ràng. Bọn họ cảm thấy mình bị lừa. Bị ai lừa? Tổng giám đốc Đường. Lúc trước Linh Đan Giỏng mở chi nhánh Sydney, muốn tiền không có tiền, muốn người không có người. Là giám đốc Đường đi nói chuyện với từng người một đi làm việc. Nói gì cũng dễ nghe. Ví dụ như Ước Hàng, cậu ta vốn ở Melbourne, công việc ổn định, thu nhập cũng không tệ. Một thời gian sau bị giám đốc Đường dụ dỗ đến đây. Kết quả thì sao? Lời hứa không thực hiện được. Bây giờ cắt giảm nhân viên, đến mặt cũng không chịu gặp. Đổi là ai cũng không nuốt được cục tức này. Nếu tình hình đã như vậy thì nên để giám đốc Đường đến gặp mặt. Có lúc thực sự không phải là chuyện tiền đâu. Giải thích rõ ràng là được. Chuyện này rõ ràng được sao? Là giám đốc Đường 80% có lỗi với người ta. Gặp thế nào chứ? Xin lỗi. Xin chào. Hello. Cậu nói cái gì? Tôi lập tức qua đó. Thật ngại quá. Mọi người đến Sydney nhiều ngày rồi mà vẫn chưa mời mọi người ăn cơm.
Khó khăn lắm hôm nay mới có thời gian. Nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Con trai của giám đốc trường đang học tập ở đây, vẫn là tôi chăm sóc. Vừa mới có điện thoại nói là xảy ra tai nạn giao thông. Tôi phải nhanh chóng đến đó. Có cần chúng tôi qua không? Không sao, mình tôi đi được rồi. Vậy mau đi đi. Được. Mình là mình chịu thôi. Nếu bọn họ cảm thấy đường chính là tên lừa đảo, càng nên đi gặp mặt một lần, giải thích rõ ràng. Đường chính nhiều tiền như vậy mời chúng ta đến, chính là không muốn tự mình đối mặt với những người này. Những chuyện tình yêu và tình bạn đứng trước mặt lợi ích đều là tạm thời thôi. Tất cả việc cắt giảm dân sự đến cuối cùng đều không phải vấn đề tình cảm, mà là vấn đề điều kiện, vấn đề của tiền bạc. Cho bọn họ thêm chút thời gian, tôi thấy bọn họ sớm muộn sẽ thỏa hiệp. Nên bây giờ để đường chính ra mặt chỉ có thể chứng minh chúng ta vô dụng. Vào đi. Giám đốc Nghiêm, ông tìm tôi có chuyện gì sao? Tiêu Giả, cô tiếp nhận thai Thẩm Anh Kiệt, dù sửa bột tiểu lực sĩ, phải nỗ lực gấp bội. Cô cũng biết chúng ta và DN đấu tranh rất lâu rồi, đến giờ vẫn chưa có kết quả gì. Mà tập đoàn Phi Dương là một trong những khách hàng quan trọng nhất của chúng ta ở Thượng Hải. Nếu mất đi khách hàng này, tổn thất của chúng ta sẽ không thể gánh nổi. Giám đốc Viên, ông yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc toàn tâm toàn lực thúc đẩy vụ này. Việc đầu tiên sau khi cô tiếp nhận là đi gặp một người. Ai? Đàm Tân Khải. Chào anh. Chào. Tokyo. Mời bên này. Trong này thưa anh. Cảm ơn. Mời ngồi. Quản lý Đàm chào anh. Chào cô. Tôi là chuyên viên PR bên sĩ, tên Tiêu Giả. Rất vinh hạnh anh có thể nhận lời mời của tôi. Là thế này Tiêu Giả, sau khi tôi nhận điện thoại của cô, lưỡng lự mãi mới tới. Vì cô cũng biết, chúng ta dẫu sao cũng là bên A đối với bên B, gặp nhau thế này, chung quy không hay. Tôi biết rồi, quy tắc tôi rất hiểu. Đây không phải là gì quản lý Thẩm bị điều đi, phụ trách hạng mục khác rồi sao? Cho nên vụ sửa bột tiểu lực sĩ sau này là do tôi phụ trách thay anh. Tôi không phải tạm biệt ở trước sao? Sau này phải nhờ quản lý Đàm quan tâm gì một chút. Cô khách khí rồi. Thật ra nhân viên PR bên sĩ chúng tôi cũng xem như người cung ứng cũ của tập đoàn Phi Dương các anh. Mấy nhãn hiệu tốt dưới trướng của tập đoàn chúng tôi cũng là chúng tôi cung ứng, hơn nữa vẫn luôn rất tốt. Được rồi, tôi hy vọng chúng ta tiếp tục giữ gìn. Nhất định rồi. Tôi nghe nói quản lý Đàm mới vào tập đoàn Phi Dương làm việc chưa lâu. Cô nói rất đúng, chưa đến nửa năm. Anh xem, tôi cũng vừa mới nhận vụ này. Rất nhiều chỗ tôi không hiểu. Tôi muốn hỏi anh, lần này trực tiếp gửi tài liệu đấu giá đến công ty cấp anh đánh giá không trực tiếp, hay là phải đấu giá trên thị trường? Trước đây không có gì thay đổi, luôn là đấu giá hiện trường. Tôi hiểu rồi. Cô như vậy là ý gì? Nếu tờ phiếu hàng đã mua, ý nghĩa nhỏ chính là làm quà gặp mặt. Cái này tuyệt đối không được. Quản lý Đàm, nếu anh không giận, anh sẽ để tôi làm người có lợi đó. Xin anh giận đi. Tôi nói cho cô biết, tuyệt đối đừng để tôi khó xử. Quản lý Đàm, anh nói xem chúng ta đẩy qua đẩy lại cũng không hay cho lắm, đúng không? Xem như tôi cầu xin anh, nhất định phải nhận. Sao vậy? Có chuyện rồi. Cắt giảm nhân sự dự tính ảnh hưởng đến 200 nhân công. Những người này đều làm việc tại Sydney. Người hiểm nghi đã uống say, xông vào nơi làm việc của Linh Đan Sydney. Đây là một chuyện rất không may. Linh Đan Dòng là một trong những công ty thương mại online lớn nhất Trung Quốc, được thành lập năm 2007. Khi đó, Đường Chính đã tạo lập nên Linh Đan Dòng. Đây là một cổng trạm mạng doanh nghiệp với doanh nghiệp, liên tiếp với nhà chế tạo Trung Quốc và người mua nước ngoài. Alo, giám đốc Vệ, anh xem tin tức TV chưa?
John bị cảnh sát bắt rồi. Anh lập tức đến công ty ngay. Tôi biết rồi. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Trong lòng John khó chịu, uống nhiều rượu, chạy đến công ty gây sự, đập vỡ cửa kính, kích động mấy bạo động, kết quả đã bị bắt. Mau tìm luật sư, bất luận thế nào phải đưa John ra ngoài. Tôi lập tức sắp xếp, nói cho chúng tôi biết nơi ở của anh ta. Chúng tôi phải động viên người già của anh ta, tránh làm lớn chuyện. Được, lát nữa tôi sẽ gửi. Được. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại đã. Alo, tôi đã nhận được rồi. Anh bỏ bạn trong tay xuống, đến chỗ tôi một chuyến. Được, tôi biết rồi. Xin lỗi hai chị, chuyện của John giao cho hai người. Tôi có chuyện gấp cần xử lý, phải đi ra ngoài một chuyến. Tao chịu đựng mày đủ rồi. Sao mày lại đập đĩa của tao đưa cho mày? Đứa trẻ nghịch ngợm như mày, tao nói cho mày biết, mỗi ngày làm xong chuyện xấu mày đều không nói. Nói đi. Mày với người cha vô dụng của mày giống hệt nhau. Tao không nuôi nổi mày rồi. Tao nói cho mày biết, mày đi tìm chính phủ nuôi mày. Mày đi đi. Chào chị. Chị là chị Đinh sao? Cô là ai? Tôi dạy con tôi. Liên quan đến mấy người, chị đừng hiểu lầm. Chúng tôi không phải người xấu. Chúng tôi là đại diện truyền thông của Linh Đan Dòng. Linh Đan Dòng, các người còn dám đến sao? Tôi trở nên như vậy đều là vì các người. Chính là các người. Tôi đang yên ổn ở Melbourne, ở trong căn nhà lớn. Bây giờ thì sao? Tôi ngay cả tiền nhà tuần sau cũng không biết ở đâu nữa. Tất cả đều là vì ai chứ? Chính là vì đường chính các người. Anh ta chính là tên đại lừa đảo tuyệt đối. John chính là bị anh ta lừa. Chị đừng lo, chúng tôi đến. Tôi không có lời nào muốn nói với mấy người. Mấy người đi ngay cho tôi. Còn mày nữa, mày cũng đi đi. Tao nói cho mày biết, tao thật sự sắp chết rồi. Tao xin mày, mày đi đi. Trên người mày ăn uống mặc, sữa của mày, học phí của mày, cái nào cũng cần tiền. Và chúng ta hết tiền rồi. Mày nói rõ cho tao, ba mày bị bọn họ bắt đi rồi. Mày biết không? Không nói rõ, ông đừng bông đi đâu cả. Tuần này ông trông con, ông lại mặc kệ không quản. Ông làm cha kiểu gì vậy? Hôm nay ông phải ở lại. Đừng có gây sự vô lý nữa được không? Tôi là vì sự nghiệp nghiên cứu địa chất. Ông bảo tôi theo đuổi nghệ thuật, không chính đáng sao? Hôn nhân là do bà cưới, con cái cũng do bà sinh. Đương nhiên là bà phải lo. Ông là đồ khốn nạn. Cuối cùng cảnh sát cũng đến bắt tao đi. Vậy thì mày vui rồi. Một mình mày sống ở đây. Mày thích rơi đĩa thì rơi đĩa, thích rơi bát thì rơi bát. Cuối cùng căn nhà này cũng cho mày là tốt nhất rồi. Im miệng. Tôi kêu cô im miệng. Sao cô lại đối xử với đứa nhỏ như vậy? Đứa nhỏ làm sai gì chứ? Cô có quyền gì mà đối xử với nó như vậy? Tôi xấu hổ thay cho cô biết không? Cô không xứng đáng làm mẹ đó. Đừng bắn con nữa, đứa trẻ rất đáng thương rồi. Xin lỗi. Vậy Triết à, anh mau đứng dậy đi. Vậy Triết. Vậy Triết, anh sao vậy? Cho xảy ra chuyện, vợ anh ấy tâm trạng không được tốt. Giận vài câu, anh không thể hiểu chút sao? Hôm nay rốt cuộc anh làm sao vậy? Tôi muốn đánh người. Alo, cho xảy ra chuyện rồi. Cái gì? Anh ta tự sát trong sở cảnh sát. Bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện. Vậy trí cho tự sát rồi. Vậy Triết, anh sao vậy? Anh rốt cuộc bị làm sao vậy? Anh có chuyện gì? Cô cút đi.
Anh làm gì vậy? Anh bình tĩnh lại đi. Cô cút đi ngay. Ra ngoài. Tôi phát bệnh rồi. Ra ngoài đi. Anh đừng như vậy được không? Anh hít thở đi. Anh nhìn tôi đi. Anh nhìn tôi đi. Coi tôi là bác sĩ tâm lý của anh. Anh có vấn đề gì anh nói với tôi được không? Anh đừng như vậy. Nói với tôi được không? Đứa trẻ đó, tôi nhìn thấy ánh mắt đứa trẻ đó, tôi không chịu được. Vẻ mặt của đứa trẻ đó, sau khi tôi nhìn thấy, tôi liền cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Giờ nhìn là biết, mẹ nó bình thường luôn đối xử với nó như vậy. Chỉnh diễn đều là đối xử với nó như bệnh tâm thần vậy. Trong nhà John luôn tranh cãi như vậy. Đứa trẻ này phải chịu đựng cái gì? Điều này không liên quan đến anh. Sao lại không liên quan đến tôi? Tôi không nhịn nổi người khác đối xử vậy với con cái. Đối với con cái như vậy sao? Con cái có gì sai? Cha mẹ cũng không được đối xử với nó như vậy. Đúng là khốn nạn. Mỗi gia đình đều không giống nhau. Đây không phải anh tạo thành. Sao lại không phải tôi tạo thành? John không phải nói ra sao? Tôi chính là tòng phạm. Không sai, tôi chính là tòng phạm. Vợ của anh ta không phải đã nói bọn họ không muốn tới Sydney, không muốn tới đây. Chính là đường chính, một mực để họ đến Sydney. Đến Sydney đối mặt với cái gì chứ? Đến đây lại phải thất nghiệp như vậy. Người phụ nữ oán hận, con cái phải chịu đựng. Anh bình tĩnh lại đi. Vậy chứ, anh không cần đặt tất cả vấn đề lên người mình, được không? Bây giờ chúng ta đang giúp khách hàng giải quyết vấn đề. Nguyên tắc của vệ tinh anh là không sai. Chúng ta không phải thần. Anh đã từng nói chúng ta không phải là thần, đúng không? Chúng ta không phải thần. Chúng ta không giúp được tất cả mọi người. Nhưng chúng ta không có quyền đi hại người khác. Chuyện này, từ lúc bắt đầu đến bây giờ, tôi vẫn tin vào phán đoán của mình, tin vào kinh nghiệm của tôi, tin vào nguyên tắc giải triết của tôi. Nguyên tắc giải triết là gì? Là lạnh lùng tàn khốc, là vô tình, là cứng rắn. Nếu như chúng ta không dùng thái độ như vậy đối xử với John, John đã không tự sát. Cô nói xem, tôi có phải là đồng lõa không? Tôi có phải là đồng lõa không vậy? Không phải đâu, anh đã đi tìm đường chính. Chuyện này thật sự không liên quan đến anh. Anh đã làm mọi điều anh nên làm rồi. Với lại anh không lạnh lùng giống như những gì anh vừa nói. Thật ra anh là một người vô cùng lương thiện. Cho dù là vụ việc ở Dương Mặt hay là chuyện của Đổng Tiểu Bằng, anh một mặt với nguyên tắc khách hàng gì đó rồi bắn tôi, nhưng một mặt anh lại giúp tôi giải quyết vấn đề. Bao gồm cả chuyện này, anh cực kỳ đồng cảm với John. Vì vậy sau khi anh ta tự sát, anh đã sụp đổ, anh không chịu được. Vì vậy chứng rối loạn lo âu của anh lại tái phát. Nhưng anh phải biết, lý do anh phát bệnh không phải là điều gì khác, mà là chính bản thân anh. Anh đừng không buông tha cho bản thân như vậy được không? Có phải cô đã lên xem bệnh án của tôi không? Bệnh án gì? Sao cô và Nhiếp Linh Tử nói giống nhau vậy? Đặt cái này vào trong kẹp tài liệu. Được. Giám đốc Thư, lát nữa chúng ta thống nhất dùng chiếc máy tính này làm trình chiếu. Để giám đốc Tiêu nhập xong, cô cũng nhập phương án của công ty vào trong đó đi. Quản lý Đàm, tôi có thể dùng máy tính của mình không? Giám đốc Thư, cẩn thận vậy sao? Lát nữa là chúng tôi trình chiếu. Cô sợ cái gì chứ? Quản lý Đàm, tôi nhập xong rồi, vậy tôi chuẩn bị đây. Được. Dùng máy của mình cũng được, chỉ là đầu cắm phối hợp của máy tính hơi đặc biệt. Không biết cô kết nối được không? Lúc trước khi thuyết trình, tôi đã để ý đến đầu cắm phối hợp ở đây rồi. Hôm nay tôi đã đem đến rồi. Vậy thì không có vấn đề. Phải rồi, nghe nói sếp lớn ở khu vực Trung Quốc, Ivan, hôm nay cũng đến sao? Phải, vừa mới quyết định thôi. Anh xem dự án của chúng ta đã tiến hành lâu như vậy rồi. Ngay cả người phụ trách cũng đổi rồi. Không biết khi nào thì các anh có thể đưa ra kết quả cuối cùng vậy? Đợi sau khi lần thuyết trình để kết thúc là sẽ có thôi. Quản lý Đàm,
Tôi có một thắc mắc. Cô nói đi. Lúc trước khi thuyết trình, chúng ta đều đã nói trước. Dinh sư trình bày sao? Hôm nay sao đột nhiên đổi thứ tự vậy? Cô thấy không công bằng lắm phải không? Là như vậy. Bởi vì lúc trước đều là bên cô nói trước. Vì vậy lần này đổi thứ tự lại là để cho công bằng. Không sao đâu. Nếu cô thấy không ổn, chúng ta có thể đổi lại. Không cần đâu. Không cần phiền phức như vậy. Đã đỡ chưa? Bộ dạng lúc nãy của anh, lần đầu tiên tôi thấy, dọa tôi một phen rồi. Xin lỗi. Khiến cho cô chê cười. Đâu có. Thật ra trong lòng tôi, anh vẫn luôn là một người vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ là tôi, chỉ cần là người ở bên cạnh anh đều sẽ muốn tự giác mà dựa vào anh. Nhưng mà con người luôn sẽ có một mặt yếu đuối, cũng sẽ có lúc rơi lệ. Lúc này ý nghĩa tồn tại của bạn bè và người nhà chính là ở bên cạnh ta. Tuy rằng tôi không giải quyết được vấn đề của anh, nhưng tôi cũng sẵn sàng ở bên anh. Cảm ơn. Chuyện của John, tôi cũng cảm thấy chúng ta xử lý hơi thiếu tình người. Nhưng con người ai mà chẳng có lúc phạm sai. Chúng ta biết sai mà sửa, không phải là được rồi sao? Anh đừng quá tự trách, được không? Tôi đi nghe máy. Xin chào tổng giám đốc Giang. John đã được cứu sống rồi. Anh ấy nói bản thân chỉ là nhất thời kích động, bây giờ rất hối hận. Tôi sợ hai người lo lắng nên gọi cho cô trước. Biết rồi, cảm ơn. Lưu Húc Dương gọi đến, anh ấy nói John được cứu sống rồi. Không sao. Anh ấy còn nói John nói bản thân là nhất thời kích động, bây giờ vô cùng hối hận. Lần này chắc anh yên tâm rồi chứ? Chiều nay đi gặp Lưu Húc Dương với tôi. Được. Tình mẹ là tình cảm có sự đồng cảm nhất thế giới. Định nghĩa của nó vô cùng thẳng thắn, quan tâm và bảo vệ. Cho dù là người già, trẻ nhỏ hay là đàn ông, chỉ cần nhìn thấy đều có thể hiểu được, thậm chí là dành quan tâm. Do vậy, chúng tôi sẽ cho ra một sản phẩm tình cảm nhẹ nhàng. Đó không phải là phim quảng cáo có ý nghĩa thông thường, mà là một bộ phim điện ảnh sáng tạo hơn, đánh vào lòng người hơn. Mục đích chúng ta quay bộ phim này là để cho tất cả những người xem đó đều cam tâm tình nguyện chia sẻ cho mọi người biết. Vì vậy, chúng tôi sẽ kết hợp yếu tố ảo thuật thực cảnh để thể hiện rõ hơn mong muốn bảo vệ mạnh mẽ của người mẹ dành cho con và tình mẹ vĩ đại. Xin lỗi các vị, xin hỏi có vấn đề gì sao? Chúng tôi muốn hỏi, sao các cô cũng nghĩ đến việc dùng ảo thuật thực cảnh vậy? Bởi vì ảo thuật thực cảnh là phương thức thể hiện nhanh chóng và rõ rệt nhất. Thông qua phương thức này, chúng ta có thể... Đợi đã, xem ra các cô và công ty trước đó đã nghĩ giống nhau rồi. Ý của anh là Ivan là công ty danh sĩ cũng dùng ảo thuật thực cảnh sao? Đây là một cách rất hay. Tôi cực kỳ thích. Mời tiếp tục. Hai người nhìn tôi như vậy làm gì?
Lần trước anh nói con trai của Đường Chính gặp tai nạn xe. Đường Chính vô cùng thương yêu đứa con độc nhất này. Con trai mà gặp tai nạn xe, Đường Chính không thể nào không đến. Cuộc điện thoại anh nhận hôm qua là Đường Chính gọi cho con trai anh ta phải không? Bây giờ anh ta ở đâu? Đã đến Sách Đi rồi phải không? Trả lời đi. Đừng hỏi nữa. Giám đốc Đường không muốn bất kỳ ai biết anh ta ở đây. Nhất định là hai người. Có trốn thì cũng không trốn được đâu. Bây giờ John còn nằm trong bệnh viện. Đường Chính bắt buộc phải cho anh ấy một lời giải đáp. Húc Dương, anh cũng là nhân viên cũ của Linh Đam Dầu. Cảm giác của John có lẽ anh rõ nhất. Giúp anh ấy đi. Đi khuyên Đường Chính. Tôi thật sự đã khuyên giám đốc Đường rồi, nhưng anh ấy không đồng ý. Tôi cũng hết cách. Bây giờ anh chỉ cần nói cho chúng tôi biết Đường Chính ở đâu. Giám đốc Diêm, tôi cho rằng công ty danh sĩ họ đã sao chép ý tưởng của chúng tôi. Ảo thuật thực cảnh chẳng qua chỉ là một phương thức thể hiện mà thôi. Các cô có thể làm, người ta cũng có thể làm. Cô không thể vì điều này mà chỉ trích người ta sao chép được. Hơn nữa, phương án cạnh tranh nhau là nằm ở ý tưởng cốt lõi. Nhưng ý tưởng cốt lõi là bên chị quyết định. Mọi người đều như nhau. Còn cách thức mở rộng và thể hiện luôn luôn tạo thành phần quan trọng nhất của ý tưởng. Hôm nay thuyết trình tại chỗ. Hơn nữa, công ty danh sĩ người ta còn lên trước. Họ nào có thời gian mà đi sao chép phương án của các cô? Có phải cô nghĩ nhiều rồi không? Đương nhiên, tâm trạng của cô tôi có thể hiểu được. Chỉ là bây giờ vẫn chưa có kết quả. Đừng lo lắng quá, giám đốc Jim. Nếu DN chúng tôi hoặc là cá nhân tôi có làm gì không tốt, phiền chị nhất định phải nói cho tôi biết. Chúng tôi có thể cải tiến, cho dù là phương án cho đến giá cả. Chúng tôi thật sự vô cùng hy vọng có thể được hợp tác với chị. Cô nặng lời rồi, giám đốc Thư. Tôi vẫn luôn đánh giá cao các cô. Cảm ơn. Sashimi ở đây vô cùng tươi ngon. Thảo nào cô luôn đặt ở nhà hàng đây. Mời hai chị dùng. Cảm ơn. Đừng chặn tôi. Cô quay làm gì Louis? Tôi gặp được một người bạn. Tôi phải cho anh ta một bất ngờ. Cho tôi xem giấy. Về chỗ quản lý Đàm. Lần này đúng là may mà có anh. Nếu không phải anh giúp đỡ, cho dù mức giá của chúng tôi có tính cạnh tranh đến đâu, ý tưởng mà không được thì cũng không đóng đổi DN. Trong chiếc thẻ này có 50.000 tệ, anh nhận lấy cho. Không, điều này tuyệt đối không được. Tôi chỉ là đưa ra giúp đỡ trong sức của mình thôi. Hơn nữa, lúc trước cô đã gửi cho tôi rồi. Cô còn làm như vậy thì không có chuyện lần sau đâu. Quản lý Đàm, lần trước là lần trước, chuyện nào ra chuyện đó. Lần trước là tôi tặng anh làm quà gặp mặt. Tôi hiểu luật mà. Với lại, tôi và giám đốc Jim đã nói chuyện rồi. Chỉ cần lần này sửa bột lực sĩ nhỏ của chúng tôi trúng thầu, 5% lợi nhuận là của anh. Anh dẫn cho. Vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh. Three days. Are you sure? Okay, 3 days. Giám đốc Đường, mời anh. Giám đốc Đường, chuyện của Linh Đam Dầu. Từ khi nào đến lượt cậu làm chủ vậy? Chuyện này không liên quan đến Húc Dương. Là tôi kiên quyết muốn đến gặp anh.
Cậu đúng là gan lắm. Tôi cũng hết cách rồi. Ojek, một nơi đẹp biết bao. Cậu đến nơi đẹp như vậy là để nói hai chữ hết cách này với tôi sao? Có lẽ anh vẫn chưa biết hình ảnh của bản thân trong mắt dân viên to lớn như thế nào phải không? Lúc đầu là anh tuyển từ người họ chào. Bây giờ họ chỉ hy vọng anh cho họ một lời giải đáp. Đổi lại mà nói thì hiện giờ chỉ có anh có thể giải quyết mâu thuẫn giữa họ và Linh Đan chồng.